Fast Shop 2022 by TikTok, sàn đấu thời trang và làm đẹp đỉnh cao đã chính thức quay trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Dàn giám khảo đầy chuyên môn, siêu mẫu Á hậu Võ Hoàng Yến, giám khảo lĩnh vực modeling icon, fashionista Á hậu Thảo Nhi Lê, giám khảo lĩnh vực fashion icon, nhà thiết kế Đỗ Long, giám khảo lĩnh vực fashion design icon, và cuối cùng giám khảo lĩnh vực beauty icon kiêm host của chương trình, giám đốc sáng tạo, chuyên gia trang điểm Nam Trung. Tiếp nối sự thành công của TikTok Fast Shop 2021, năm nay TikTok Việt Nam phối hợp với lại Multi Media GSC tổ chức Fast Shop 2022 by TikTok với thông điệp Fashion is You, nhằm tìm kiếm các nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Cũng với tinh thần tương tự như Fast Shop 2021, chúng tôi mong muốn rằng sẽ thông qua cuộc thi có thể tìm kiếm được những nhà sáng tạo nội dung, truyền tải được những thông điệp ý nghĩa cũng như là đóng góp vào cộng đồng làm đẹp và thời trang trên nền tảng TikTok. Năm nay Multimedia GSC vô cùng vui mừng vì chúng tôi lại tiếp tục được đồng hành cùng với nền tảng TikTok để tiếp tục sản xuất chương trình Fast Shop 2022 by TikTok. Điểm thú vị của Fast Shop 2022 by TikTok đó chính là với mỗi đợt phát sóng, chúng tôi đều đưa ra rất nhiều những thử thách thú vị để giúp cho các thí sinh có cơ hội làm việc với những nhãn hàng. Từ đó họ có thể trau dồi cho mình những kiến thức để có thể trở thành những nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp tại Việt Nam. Xin chào mừng 24 nhà sáng tạo nội dung. Ngay tập phát sóng đầu tiên, Top 24 sẽ chào sân với thử thách đỉnh cao không giới hạn cùng Mascara Sky High đến từ thương hiệu Made in New York. Đứng về vị trí của mình. 3, 2, 1, bỏ xuống. Ai sẽ chinh phục được thử thách đầu tiên này? Và ai sẽ phải nói lời chia tay với hành trình chinh phục Fast Shop 2022 by TikTok? Hãy đón xem trong tập tối nay. Let's go! Fast Shop 2022 by TikTok đang diễn ra tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Grand Palace, thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức bởi TikTok phối hợp cùng Multimedia đồng tổ chức. Xin một tràng pháo tay cho host đồng thời là giám khảo lĩnh vực Beauty Icon, giám đốc sáng tạo Nam Trung. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón các vị giám khảo đồng hành cùng với Fast Shop 2022 by TikTok. Xin được giới thiệu nhà thiết kế Đỗ Long. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đỗ Long. Nhà thiết kế thì có rất là nhiều, nhưng nhà thiết kế hài hước, vui nhộn và bắt trend thì đó là Đỗ Long, nhà thiết kế triệu view. Đỗ Long sẽ truyền đạt lại tất cả những kinh nghiệm của Đỗ Long để đưa những sản phẩm của bạn đến gần với công chúng nhất. Và xin mời bước lên sân khấu giám khảo siêu mẫu Á hậu Võ Hoàng Yến. Dễ quá à. Kế quá là hài hước và bắt trend, em camera dễ cho mọi người chứ anh. Mà hôm nay nha, em thấy là thí sinh quá là đẹp đi, cho nên là những thí sinh là em xin mạng phép xuất khẩu thành thơ à. Sao mà hay ra dễ quá trời, đi cast phát up và lên đồ chặt ghê. Nhìn vậy ai mà dám chê, chị đây giám khảo còn mê nói gì. Có hay ra dễ quá. Xin được giới thiệu Thảo Nhi Lê. Xin chào mọi người, tên của mình là Thảo Nhi Lê. Hai em. Thật ra Nhi cũng rất là buồn là vì hiện tại Nhi đang không có thể tham gia casting ngày hôm nay ở Việt Nam được. Vì Nhi đang ở New York như mọi người có thể thấy được. Và Nhi đang ở đây để tham gia New York Fashion Week. Mong là mọi người hôm nay có một ngày casting rất là tuyệt vời. Và hẹn mọi người ở Việt Nam nhé. Bye bye, let's go. Cảm ơn Thảo Nhi. Bye bye. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Let's Fast Shop! Let's Fast Shop. Và xin mời thí sinh đầu tiên. Xin chào mọi người, mình là Foxy và kênh TikTok của mình là Foxy. Kênh TikTok của mình đã được 1 triệu follow. Hiện tại em là Beauty Content Creator trên TikTok. Với phần Beauty Icon, Trung muốn nhìn thấy cái khả năng của các bạn, cái tư duy sáng tạo của các bạn. Hãy chính là những người sáng tạo nội dung.
cho phần làm đẹp của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Gia Long, có kênh TikTok cũng tên là Gia Long luôn, và mức follow hiện tại của mình đang là 8,2 triệu follow. Ủa hot vậy? 8,2 triệu. Người mẫu ở trên TikTok, cái quan trọng nó chính là cái sự đẹp mắt và bắt tai. Cá nhân mình cảm thấy rất là phấn khích và hào hứng với lĩnh vực modeling. Chắc chắn là Hàn Yến sẽ cực kỳ chú trọng vào đầu tiên là ngoại hình, kỹ năng catwalk. Tuy nhiên với TikTok thì Hàn Yến sẽ chấm thêm một cái phần, đó chính là sự sáng tạo trong nội dung của các bạn. Chị đánh giá rất cao những bạn mà đầu tư về một kịch bản, nhưng mà em lại mạnh hơn về thế mạnh là diễn viên. Ở đây thì là em là đăng ký tham gia với lĩnh vực là modeling icon. Nếu mà nói về quần áo thì cũng ok, được, đơn giản. Như thế hay, như thế bỏ bạn Long này rất là hay. Có một cái kiểu thử thách gì vừa kết quốc mà dù diễn xuất không anh? Rai can tỏ bày ní. Rai can tỏ bày ní. Em ở đây thì không biết nói những cái lời ngọt ngào, em chỉ biết nói những cái lời khô khan thôi. Là nhảm giọng. Là nhảm giọng. Cho nên là chị có thể đi catwalk cùng với em được không? Chị không phải là con người thực dụng, phải không? Không phải cứ giàu thì đủ được chị. Tại vì chị xinh. Tại sao lại xinh? Bị điên à? Ôi có dẻo mỏ, dẻo mỏ. Chị xinh thì ai cũng biết rồi đó. Được em ơi. Thôi, em nghĩ là thử thách vậy là bạn đây là đủ rồi đó anh. Về cái lĩnh vực mà modeling thì em chưa thuyết phục được chị, cho nên chị sẽ say no với em. Ok, nếu mà chị Yến bây giờ không nhận Long vào team của mình thì Thảo Nhi sẵn sàng muốn nhận Long vào team Fashion Icon. Thế đã, chào mọi người, lại là Jimmy đây. Nhặt vàng bạc về kìa, vàng bạc châu báu rơi vãi đầy trên sân khấu kìa. Là một người mẫu siêu toàn năng, luôn đứng đầu trong các sàn diễn, luôn mang đến một cái thần chiến binh, đó chính là siêu mẫu Dương Yến, luôn xinh đẹp không cần bằng khen. Sau khi nghe bài rap của em xong thì cái bản này sẽ là... Ủa? Giớt miếng cho vui thôi. Mà rap thì rap có tâm vô xíu nha em. Ủa làm đẹp ha. Làm đẹp phải không? Bản thân anh thì anh rất là thích mini collection này của em. Tại vì em biết kể cái câu chuyện và truyền tải những cái thông điệp đến cho tất cả mọi người. Chỉ vì một cái bọc ghế thôi á mà em làm được cái này trong 30 phút thì chị nói thật là không phải ai cũng làm được. Cảm ơn chị. Mặt bằng chung của tất cả các bạn tham gia lĩnh vực fashion design thì Long thấy là tương đối là ổn. Các bạn đem đến những cái sản phẩm mà Long cảm thấy rất là bất ngờ. Chất lượng thí sinh năm nay với background rất là đa dạng, có đến 3 thủ khoa. Em tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp thủ khoa. Em rất may mắn được giành được vị trí thủ khoa. Thủ khoa của trường Đại học Văn Lang. Có những bạn đã hoạt động trong nghề rất là lâu và có những bạn mới chập chững bước vào nghề. Đây là một cái bộ sưu tập thu đông của em đã trình diễn rồi. Đây là cái đầm mà đầu tiên mà em biết mai luôn hả? Hùng đúng không? Đẹp ha. Đó đẹp quá nè. Biết lợi dụng vào cái ánh sáng xanh tím. Đúng rồi, biết lợi dụng những cái set đó là đẹp á. Nice video. 10 điểm, như thích video này lắm. Cảm ơn cho nhanh. Có gì nữa? 3 giây ghét mà mình còn chưa thuyết trình luôn á. Mình kiểu Rồi vô luôn em, xong rồi. Mày vô luôn đi, xong rồi chọn rồi. Dạ. Xong rồi. Em cảm ơn anh chị ạ. Em là một trong những ứng cử viên nặng ký cho đội của Thảo Nhi Lê đó. Còn gì phải nói nữa, coi clip em xong rồi em chỉ kêu hai anh thôi quyết luôn đi chứ bình luận chi nữa, quá hay quá đẹp rồi. Em cảm ơn anh chị ạ. 10 điểm.
Nhi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mọi người rất là tỏa sáng, rất là khác biệt và rất là giỏi. Bản thân Nhi và tất cả anh chị ban giám khảo cũng đang rất là đau đầu luôn, không biết chọn là ai là bây giờ là người giỏi nhất. Em tên là Kim và em là người Trung Quốc. Vậy giờ tao ở Sài Gòn. Năm trước với Fast Shop 2021 là anh đã gặp Yuping rồi. Nhưng mà năm trước em không biết tiếng Việt. Ôi, thế bạn đi học tiếng Việt luôn. Nói chuyện với nhau cái khúc này bằng tiếng Việt nha. Ok nha. Ok nha, dễ thương nha. Ok nha. Would you like to share to give us a like a cover dance something today? Bạn này có rất là nhiều năng lượng và rất là nhiều tài năng, vừa biết nhảy, vừa sinh, vừa có style, vừa có gu và có cá tính. Nhi sẵn sàng cho bạn một vé vào team Fashion Icon. Thank you. Em là Trần Tâm Thanh và còn được gọi là Vicky. Đặc sản của Fresh App và nền tảng TikTok là luôn luôn sự sáng tạo và nhảy bén. Và vì thế tất cả những ban giám khảo ngồi ở đây phải cố gắng hết mình để đưa ra những cái thử thách rất là khó để có thể xem được những cái khả năng ứng biến của các thí sinh. Bắt đầu lên icon đúng không? Thì cái điều đầu tiên là em phải biết tạo dáng. Em posing đi. Em phải sử dụng tất cả những function vốn có của TikTok để làm sao ngay lập tức sau khi em quay xong là em có một clip đem về cho chương trình. Cảm ơn mọi người. Xin chào mừng em đến với Fast Shop 2022. Cảm ơn anh rất nhiều. Ba má hưng đảo rồi. Một ngày nọ, tự nhiên hào quang ập đến. Xung quanh mình rất nhiều những người tung hô. Và rồi tự nhiên nó dừng. Em bị cái tính rất là tự cao á. Khi mà em có được cái danh hiệu áo quần thì em kiểu em nghĩ là em hơn mọi người, nhưng mà thật sự khi mà em nhìn lại rồi thì em chẳng có bằng ai hết á. Đối với anh, ngày hôm nay khi em đứng ở đây, em đã có một quyết định và một lựa chọn rất đúng. Em dám đối đầu, dám nhìn nhận cái em đang thiếu để em đi đến đây em học hỏi là cái điều mà chị đánh giá rất cao em. Anh sẽ vote cho em một phiếu. Ok, em cảm ơn anh vì sự cố gắng của em. Và anh với chị Yến thì cũng đồng ý đưa cho em một cơ hội nữa. Vậy cảm ơn anh chị. Đi đâu vậy từ từ anh? Em quên. Định lên tàu không có vé đây. Xin chào mọi người, xin chào Fast Shop 2022 TikTok. Em là Huy. TikTok đối với em là một community để cho em express cái hành trình makeup của bản thân. Em tìm đến với TikTok để gọi là quảng bá và chia sẻ những cái dự án, những cái bộ trang phục của mình đến những bạn trẻ. Em đã tham gia TikTok và em cảm thấy em tự tin hơn, bỗng dưng em cũng cảm thấy là mình đẹp hơn và mình đẹp hơn từng ngày một. Khi mình làm TikTok không phải là chỉ chia sẻ cho những người xem của em mà còn giúp cho em cải thiện cái khả năng mix and match của em rất là nhiều. Trong vòng sơ tuyển, Hoàng Yến đánh giá chung các thí sinh, các bạn rất là năng lượng và Yến mong chờ cái sự sáng tạo của các bạn, sự bùng nổ của các bạn trong những chặng đường sắp tới. Trong lĩnh vực của mình thì Đỗ Long cũng đã chọn được những bạn thí sinh rất là tiềm năng cho vòng thi truyền hình thực tế sắp tới. Năm nay khi quay trở lại với Fast Shop 2022 by TikTok thì Trung nhìn thấy nó đã là một cái sân chơi vô cùng thú vị dành cho các bạn trẻ. Và Trung đang rất mong chờ đợi sự thể hiện của các bạn trong phần thi của mình. Dù như đang ngồi ở bên xa và xem tất cả những video của tất cả những thí sinh của năm 2022 này, Nhi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Bây giờ Nhi đang rất là mong muốn sắp sửa Nhi trở lại về Việt Nam để gặp mọi người ở ngoài đời được. Và cùng nhau mình sẽ chiến nhé. Như vậy, sau vòng casting mở rộng đầy thú vị, 24 nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất thuộc 4 lĩnh vực đã chính thức lộ diện tại Fast Shop 2022 by TikTok. Trần Tín, Trần Tâm Thành, Xin Sa Phạm, Đậu Nguyễn Trọng Nhân, Huỳnh Thị Tú Anh và OC Huy, Nguyễn Huyền Phương, Cao Nguyễn Nhật Vi, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Bùi Tuấn Khải, Nguyễn Hương Giang và Lê Minh, Trương Thiên Hào, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần An Vi, Nguyễn Thị Thành Trúc và Vương Khang.
Phạm Hoàng Gia Long, Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Trường Đan Trinh, Trần Nguyễn Tú Nguyên và Diệp Bình. Mừng 24 nhà sáng tạo nội dung đến với phần thử thách trí não và sức khỏe đầu tiên của Fast Shop 2022 by TikTok. Đầu tiên làm cho anh bất ngờ nhất bởi vì là anh nghĩ rằng anh là cái người trâu nhất trên các set của truyền hình thực tế rồi. Nhưng không ngờ bây giờ anh có một con trâu thứ hai mà đi song song cùng với anh. Và đấy chính là Đỗ Long. Cảm ơn anh. Và riêng lĩnh vực Fashion Design anh cần của anh muốn là tất cả các em thứ nhất là phải tự tin. Và cái thứ hai mà cái anh quan tâm nhất là phải sáng tạo. Và anh không thích một cái gì đó nó trùng lập với những người khác. Rồi team Fashion Icon đâu rồi? Nhi cảm thấy hôm nay rất là vui đã hôm nay được gặp mọi người ở ngoài đời luôn. Mọi người xinh y hệt như trong hình luôn. Thật sự rất là xinh đẹp và cá tính. Thao túng tâm lý. Phải khen mọi người trước cho mọi người có động lực hôm nay để mọi người chiến đúng không? Modeling Icon của chị đâu rồi? Welcome on board. Mỗi một đội sẽ có đủ 4 thành viên. Các bạn sẽ phải thực hiện một fashion video với thời gian không quá 1 phút. Và đây cũng chính là lý do mà thử thách tập 2 lần này của Fast Shop 2022 by TikTok có sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của nhãn hàng Maybelline New York với dòng sản phẩm Sky High Mascara mang thông điệp vô cùng phù hợp với tinh thần sáng tạo không giới hạn của Fast Shop 2022 by TikTok. Trên tay chúng tôi đó chính là những hộp và trong này có những phiếu bốc thăm. Mỗi một hộp sẽ có 6 con số. Những thí sinh có cùng một con số sẽ về cùng một đội. Xin mời chị Võ Hoàng Yến chân dài đi trước. Quay cuồng á, mơ hồ đó. Quay cuồng trong mơ hồ, loài người như cuốn đi trong mê say xỉ đi cứ bay xỉ đi cứ thành là. Số gì đây, mời bán bóc một thăm, rồi lại một thăm. Bóc đi em, hên xui em mà, xui nhiều hơn hên. Cảm ơn số gì ra về đây. Lắc nha. Lắc kêu. Đây. Hồi hộp không? Cố gắng lên. Khi mình bốc thăm thì mình không biết các bạn là ai và cứ như là phó mặt cho số phận thôi. Vui khổ thì cũng có số hết rồi, chờ sao gì nhận lấy, không đòi hỏi nhiều. Trong phần thi này đúng không? Model chính là một trong những chất liệu quan trọng. Đây gọi là thành bại tại model. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kêu số của model trước. Đó, 4. Số 4. Tôi rất là bất ngờ khi mà mẫu của mình là nữ. Thì Vương Khang rất là lo lắng, tại vì đó không phải là cái sở trường của mình. Modeling của mình là bạn Sisa. Wow, thật sự may mắn. Số 2. Khi mà mình nhìn vào các bạn, mình không có đánh giá các bạn qua cái việc là follow các bạn cao hay là các bạn có nhiều lượt tương tác ở trên TikTok, mà mình nhìn vào cái thực lực của người đó. Số 3. Số 6. Số 5. Số 1. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu như đã sẵn sàng thì sẽ cùng Let's Fashion. Let's Fashion. Đến với thử thách đầu tiên, các thí sinh sẽ được bốc thăm chia làm 6 đội.
Mỗi đội sẽ có thành viên thuộc 4 lĩnh vực khác nhau. Các thí sinh sẽ thực hiện một fashion video với thời lượng không quá 1 phút, thể hiện tinh thần đỉnh cao không giới hạn, với điểm nhấn là phần biến hình before after cùng sản phẩm Sky High Mascara của nhãn hàng Maybelline New York. Đặc biệt ở thử thách này, mỗi đội sẽ chia cặp để thực hiện thử thách song song ở hai khu vực khác nhau. Khu vực Pink 2, tại đây, thí sinh thuộc lĩnh vực Fashion Design Icon và Fashion Icon sẽ nhận được một tấm vải hồng và tiến hành tạo ra một outfit với điểm nhấn từ tấm vải này. Song song đó, tại khu vực Fast Shop 2, thí sinh thuộc lĩnh vực Beauty Icon của mỗi đội sẽ tiến hành hoàn thiện phần Makeup Look cho thí sinh Modeling Icon của đội mình. Khi đã hoàn thành cả hai công đoạn trong vòng 60 phút, mỗi team sẽ có thời gian fitting đồ và quay hình team tại khu vực bên ngoài và tầng 81 của Vincom Center Landmark 81. Xin chào mừng top 6 Beauty Icon và Modeling Icon. Nếu như tụi em không tạo ra được sự tương tác thì cái layout đó nó có tuyệt vời đến đâu mà chỉ cần hai bên thiếu sự hợp tác thì điều đó cũng sẽ không dẫn đến cái sản phẩm tốt. Model và make up là một sự liên kết không thể phá vỡ trong thời trang. Thì các em sẽ sáng tạo làm sao cho bạn Modeling Icon một cái outfit thật là xuất sắc, có thể là kết hợp thêm những cái phụ kiện tụi em mang thêm đây để cho ra một cái outfit hoàn chỉnh nhất, sáng tạo nhất, độc đáo nhất. Đúng rồi. Và quan trọng nhất là team của Fashion Icon và Fashion Design Icon sẽ làm việc cùng nhau tạo ra những cái outfit rất là bùng cháy. Bùng cháy. Đúng không? Và mọi người phải cố gắng làm những cái outfit để cho nó hợp với cả cái team gọi là đỉnh cao không giới hạn. Và chắc chắn là Fashion Icon hay là Fashion Design mà làm việc với nhau thì đôi khi không sẽ luôn luôn dễ dàng. Nhưng quan trọng nhất là mọi người phải lắng nghe nhau, hiểu ý kiến của nhau để mà mình có thể làm cho nó suôn sẻ. Suôn sẻ. Nói lại. Rất sẻ. Hello. Hello em Pink. Em chào chị. Hôm nay gặp chị em cảm thấy chị rất là đẹp, rất là fashion, rất là amazing. Thank you. Thank you so much. Chúng mình phải crazy cùng nhau. Ok. Đúng rồi, khi mà chúng crazy, quẩy quay. Nếu là đã hiểu rõ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Yeah, let's fashion. Dạ, hiện tại thì em với lại Gia Long đang bám theo cái tinh thần mà sản phẩm đang thể hiện trên cái poster, thì muốn thể hiện một cô gái có gì đến khi đó mềm mại thanh lịch nhưng mà vẫn rất là cá tính. Lần đầu tiên làm công việc này nó rất là lung tay, tại bình thường là Gia Long chỉ có đi quay hay là cầm điện thoại quay này kia. Lần đầu tiên mình phải làm những cái công việc tỉ mỉ như vậy, mình rất là kiểu nãy giờ thấy tay run như này, cho nên là nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Dạ. Tụi mình mới gặp nhau ngày hôm nay thôi, mới quen mới biết luôn. Đời trước đó thì cũng chưa. Chưa luôn. Nhưng mà tụi mình đã kết hợp rất là ăn ý nha mọi người. Trộm vía là vẫn làm việc được với nhau rất là ăn ý, lại cùng chung một cái gu nữa. Nói chung là hy vọng là mọi người sẽ thích cái màn kết hợp lần đầu tiên của tôi ngày hôm nay. Trộm vía là model nam mình mặt là không bóc chết. Nên da cũng đẹp không có mụn. Thực ra là có bóc chết đây. Bây giờ thì mình sẽ tẩy trang mẫu trước để mặt bạn ý clear hết tất cả. Sau đây chúng mình bước vào make up để làm một cái layout mới. Mặt của bạn ý thì sẽ khá là high fashion nên là mình sẽ không make up kiểu truyền thống hay là nhẹ nhàng. Mình đang quay trong cái lúc make up luôn để mình có sụp để mình dàn dựng. Mình bóp cái bạn anh Trần Tính và mình làm đồ ngang nhưng anh Tính là một có làm cả model unisex và mình đang mặc vải. Cái concept này nên là mà đang sợ không kịp. Hy vọng sẽ cố gắng. ID của em là gì? Em sẽ quay tận các sản phẩm trước. Mình là người quay chính với cả lên ý tưởng. Ok. Dạ. Em mọi người chia việc đấy rồi đúng không? Vâng. Em lên lên video của mọi người lên design. Vâng. Tốt. Xong rồi em sẽ lên về stylist cũng như là okay. Kiểu là phối lại cái trang phục đấy để cho nó kiểu trông kiểu cho nó phù hợp với cả cái nó mang hơi hướng street style nhiều hơn. Ok, được. Em quay cái này là đúng không? Dạ. Tưởng tượng chỉ cần chill lên thôi, không được nghĩ là thêm nữa. Chill lên. Mình nghĩ tìm phòng kia sẽ ổn hơn tìm ở đây đó. Lúc đó là tụi mình quay nhưng mà do cái nền của cái khu vực setup này nè, nó hơi rung
mà cái chân máy thì nó không có cái chế độ gọi là focus, với lại không có chống rung á, cho nên là lúc nó rung dữ quá, nó rung như là động đất mười mấy độ Richter luôn. Cái mình bị hoảng loạn rồi đó, xong rồi ban giám khảo tới, ban giám khảo góp ý là bây giờ nó rung cửa đó mà đăng lên là ban giám khảo coi là tiền đình luôn, không được. Xong rồi bắt buộc mình là lúc đó mình phải nhảy số, mình phải kiếm rồ mới vô để mình lát thì thật ra thì thì cũng ok, không đến nổi. Cái ưu điểm của mình chắc là về phần kỹ thuật và cái sự sáng tạo. Mình nghĩ là vậy. Nói chung là sự sáng tạo của mỗi người thì nó là vô cùng, nên mình khá là tin cái sự sáng tạo của mình. Rất là mệt em. Nhìn lại giùm chị đúng không? Ừ. Ok nha. Có một cái như vậy tụi em để ý nha. Khi mà em nhìn vào cái cấu trúc của toàn bộ cái makeup ấy, thì em sẽ thấy rằng là nếu như mà em không dùng màu thì em nên dùng nét, đúng không? Nét ở đây nó có thể đến từ cái stroke, cái sợi của cái lông mày nè. Thì cái sợi của cái lông mày nó rất là dễ kết hợp với cái sợi của cái lông mi. Em có để ý khi mà em nhìn thấy những cái layout á, cái lông mày nó rõ, sợi đúng không? Cái lông mi nó cũng rõ ra, nó lên trên, nó lên dưới thì cái mặt của em không cần phải làm nhiều. Dạ không, đúng không? Em đã chọn một cái cách mà anh nghĩ là nếu mà biết cách xử lý ấy, thì em highlight sản phẩm rất tốt. Anh Nam Trung và chị Võ Hồng Yến cũng chỉ là nhìn qua cái layout đó thôi và chắc là cũng có đáp án trong lòng á. Chắc là cũng sợ mình đau buồn hay gì á mà không nói ra. Thật sự là không biết nữa. Chắc là anh chị thấy đâu. Cô bé này cứ làm khùng điên mãi thôi. Làm cái này thôi, nhưng mà mình không có lo ở đây, nhưng mà mình lo bên kia kìa. Cái cây đây đúng không? Thế rồi để màu đen hay để màu gì? Đen màu đen. Ok, ok. Hiện tại mình đang muốn làm một cái áo bờ mà mai hoàn toàn bằng vải mới luôn, chứ không có phối lại bằng vải cũ như tất cả các bạn. Không biết kịp thời gian hay không nè mọi người ơi. Vì có một tiếng để làm đồ thôi, lúc ban đầu thì đi để làm luôn cái quần nữa. Nhưng bây giờ với cái chất liệu vải là ban tổ chức đưa thì nó quá mỏng, nên Vi phải sử dụng thêm một chất lót mà nó cứng cáp hơn, nó mới ra một cái áo phơm nam. Mà Vi bình thường là chuyên làm đồ nữ, còn hôm nay thì không biết hên hay là xui mà dính đồ nam, thì cứ coi nó là thử thách cho nha mọi người. Mọi người nhanh lên, còn 30 phút nữa. Còn 30 phút nữa thôi nha, 30 phút cuối cùng. Cố gắng lên. Mình đang còn hoàn thành những cái bước phụ kiện đúng không? Cũng như là bao tay đồ này kia vậy thôi. Còn đầm đã thành xong rồi. Bây giờ em sẽ quay ra cho chị đập camera vào đây là xong. Đâu mình phải vuốt đâu. Đấy, nó vuốt lên, mình không cần nhất thiết phải vuốt. Em có thể em quay ở đây, sau đó em bảo là và cuối cùng đó là vẻ đẹp đó là không giới hạn. Còn em cầm camera hất vào đây. Đi thi nên chiêu chiêu, không nên áp lực. Đi thi mà áp lực là rớt. Giống như em ngày xưa mà kiểu cứ nghĩ mà ôn tủ bài nào y rằng là em rớt. Thế nên là em cứ chill thôi. Hiện tại là sản phẩm của tụi mình cũng gần xong được khoảng 90% rồi. Thì bây giờ là còn những cái công đoạn bây giờ là tụi mình sẽ phối phụ kiện và sẽ chờ model qua để fitting lên người thật. Rồi, còn có 10 phút nữa thôi nha các em ơi. Cố gắng lên. Thật ra thì makeup look của mình sẽ nhấn mạnh vào phần con mắt, cho nên là khi mà xong được con mắt thì mình nghĩ là nó cũng đã xong khoảng 80% của cái makeup look này rồi. Nó đơn thuần là thể hiện cái sự mới mẻ của một cái nhân vật. Trước giờ mọi người
không bao giờ thấy những cái người nam mà make up quá đậm hay là gọi là ô dề đó. Nhưng mà ở đây mình muốn táo bạo hơn, mình muốn vượt ra khỏi những cái giới hạn mà bản thân mình chưa bao giờ làm. Thế nên là mình quyết định là sẽ làm cho Trần Tín trở thành một cái phiên bản mà Trần Tín chưa bao giờ làm như vậy. Ok chị, em tin tưởng chị. Cứ phải gọi là mã yếu đồ đó. Thực ra là tụi mình cũng có suy nghĩ rằng là đã là không giới hạn thì tại sao mình phải dựa dẫm nhiều quá vào những cái màu sắc quá là nhiều. Mình nên tự nhiên nhất để mà có thể truyền cảm hứng. Hiện tại thì bọn mình đang làm tới bước là quay để chuẩn bị tẩy trang, quay before. Thế nên là bye bye nha. Long đang thể hiện tài năng của mình. Vô em nhìn theo nhỏ. Hiện tài năng diễn biến của mình đẹp. Không, không anh nhìn quay là anh biết là tôi dựng chuyên nghiệp rồi đó. Đó. Ủa là tưởng anh kiếp dựng ngoài nay anh tin là em dựng rồi đó. Quay góc đưa đẩy rồi lên rất nhanh chứ. Chuyên nghiệp nha, làm thích, nào chú bắt cái tình con nha. Hiện tại là em đang sử dụng thêm một cái layout khoảng từ năm 2000 và sau đó mình sẽ biến hóa lại một cái cách khác. Để em kiểu đang khóc vì da mặt màu quá thôi, rồi anh thả xuống nhá. Còn 1 phút cuối cùng nha. 60 giây cuối cùng. Đi đây. Mày có cái và chúng ta đã có một tiếng để làm việc. Và bây giờ anh đếm đến 3. Mọi người sẽ bỏ toàn bộ tất cả mọi dụng cụ và đứng về vị trí của mình. 3 2 1 bỏ xuống. Đưa tay đi. Đưa tay lên. Rồi. Như vậy nha. Ok, ok. Ok. Rồi, ok, không sao, đứng lên, không sao, không sao. Ok, sorry anh nha. Em định biến hình chỗ này như thế nào? Biến hình là ra cái khúc em ngồi em làm đồ rồi. Em tính quớt. Tính quớt, là đâu có quay khúc này nữa đâu, khúc này là không có công cụ của em toàn là cổ bạc thôi. Yeah. Chị cho em miếng nữa, cho cái kẹt. Ê chị. Cho. Rất nhiều lên luôn. Đưa. Chưa xe qua xong. Bản thân mình là đi thi cho vui, đi thi vui thôi, vui là chính, dính thì vui. Cho nên là hả, mình cứ chia sẻ năng lượng tích cực cho mọi người thôi. Thì bây giờ nếu mà mình cũng im luôn, cái lỡ đâu là bốn cái miệng mà im hết thì thôi đi về chứ còn thi cái gì nữa. U là trời. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không lộ chị. I will hear. And you keep this video to my mind. Ok. Rồi đếm chút đúng không? 3, 1, 2, 3. Rồi, ok, cô đấy. Ở đây thôi. Rồi, xong rồi, xong. Okay. Đánh đều hai bên nè, đánh trên. Để cho ánh sáng cho. Đánh ra rồi, được chưa chị? Đến rồi. Được chưa chị? Quay mặt. Cái phần áp lực nhiều nhất là thời gian.
thời gian rất là gấp rút. Nhóm mình cũng đã cố gắng, tất cả mọi thành viên trong nhóm đều cố gắng một cách tốt nhất có thể. Ủa, em phải catwalk về phía này chứ. Phía này. Bây giờ nha. Bây giờ quay ai trước? Bây giờ là quay từ người trước, là anh sẽ đi cái lưng, anh đi thẳng rồi phía trước. Em có đi hướng đi đó, cái đầu hướng về phía đó chị. Em mát cái lề mát. Ok. Đi bình thường ha. Có thể là mọi nhất là mọi người tin tưởng Sisa dữ lắm á, nên mọi người cho Sisa làm editor, cũng như là sẽ là người chốt chính cái việc lên kịch bản như thế nào và cả cái việc dàn dựng luôn. Bây giờ sẽ diễn theo cái mood của em cho anh. Ok. Vì đấy kiểu trông play lên. Anh sẽ follow theo em nha. 1, 2, 3. Ngã xong rồi anh kéo máy ra nè. Ừ. Anh kéo máy ra rồi hãy hất tay lên nha. Rồi. 3, 2, 1, vô. Rồi, mạnh hơn một tí, tay dứt khoát hơn một tí. Lùi ra một tí chứ, lùi ra một chút. Rồi, ok. How are you, Eddie? Last video we took it up. Bọn mình chọn cái tháp cao ở công viên là bởi vì muốn thoáng người, không có người để quay chụp cho dễ và có thể lấy được toàn cảnh của Landmark 81. Nhưng mà có một số cái khó khăn, đó là phải quay team cuối cùng quay nên là buổi chiều hơi muộn và trời khá là tối. Ông em cứ đứng đó đi, em cứ đứng. Đúng rồi đẹp á. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Quay lại đi, bị dính mùi rồi. Lại nha. 1, 2, excuse me. Thank you. Em cứ đưa ra đi để chị chạy vô. 2, 3, diễn. Thấy hắt hơi mạnh mà và cái tà nó không có được phòng bị lắm. Đó, cứ đạp tùm này là được rồi này, được không? 1, lên. Tăng sáng iPhone lên 1 nhá. Được rồi. Em làm kỹ cái đó nó dính vô lông mày giúp anh nha. Tại vì anh zoom cận cận. Ừ. Chúc thiệt đi. 2. Chúc thiệt nãy giờ. Ừ, 3, 2, 1, vô. Anh chị ơi, báo cho em giờ được không ạ? Các bạn. Tất nhiên. Rồi, ok. Mọi người được. Lấy xa cũng được chị, không sao đâu. Lấy xa cũng em về được. Drop lại được. Mình drop dọc lại được. Chúng mình cố gắng đẩy những thứ nhanh nhất có thể và thực sự là quay lúc nãy là quay rất nhiều. Vẫn chưa chắc sụt được. Ước gì ban tổ chức có thể cho team mình mỗi phần thi thêm 30 phút nữa thì chắc là kết quả là tụi mình sẽ làm được tuyệt vời hơn. Rồi tối. Rồi, đây nha. 2, 3. Nghi mặt cái camera chút xíu, đúng rồi. 2, 3. Hạ hấp chút xíu. Rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. 2, 3. Đẹp. Nghi mặt qua đây chút xíu, không thấy. Đúng rồi. Bước đầu cuối cùng của em á là cái lúc học violin á. Tức là thế này, không phải. Tức là cái nhạc quắc này nó sẽ có 4 nhịp. 3 nhịp đầu em quắc rồi, nhịp cuối cùng là 4 nhịp quắc. Lên, quắc luôn. Bây giờ em cầm này, em dí vào màn hình xong rồi lại đến cái bé này, dí vào màn hình. Xong anh dí, xong anh dí. Video của em có bị dí màn hình 3 lần rồi. Dí. Video của em có tận 3 lần. Nhưng mà lần này là với nhóm của anh. Thì có sao đâu. Okay. Ừ. Nào. Cầm gì luôn anh? Ok. Lại diễn này đơ quá. 1, 2, 3, diễn. Trời ơi, tôi hay ra dễ lắm mấy bạn. Tôi hay ra dễ lắm, tôi cuốn xoay đó. Bây giờ tôi tùy tình. Ao luôn. Cái bạn này đi hơi dài. Em chỉ cần đi mấy bước thôi. Mấy bước thôi. Đi một nửa so với hồi nãy. 3, 2, 1. Lại luôn. Ai đứng đâu thì đứng nhanh. Anh sang bên kia, qua đây. Rồi. Đấy, ok đúng không? Nè. Nè, sớt. Ok. Mình đi thành hàng dọc xong cách thành hàng ngang. Đây. Xong. Ở đế thì xong rồi. Tụi mình rất là tự tin để le lên trên cái đỉnh. Lên mức 81. Lên thẳng là chỉnh luôn. Sky View Landmark 81. Yeah. This fashion. Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua 2 chặng đầu tiên vô cùng gay go của thử thách này. Và chúng cảm thấy rằng nếu như có thêm được những footage
ở trên tầng 79, 80 và 81 của Landmark. Cho nên nếu như video của đội nào có những footage này, nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Và đây là lần đầu tiên Fast Shop by TikTok ở phiên bản thực tế, nên xin chúc mừng các đội có thể có thêm footage ở trên tầng cao của Landmark 81. Điều đó chính là cả 6 đội. Lên 26. Lên 81 luôn đi. Rồi. Nhanh lấy dụng cụ ra đi. Điện thoại đâu nhỉ? Điện thoại. Quay lại sụp này không? Quay lại sụp này nhưng mà thêm dụng cụ thêm thôi. Lấy dụng cụ của mỗi người thôi. Ừ, em sẽ cầm. Ok. Kiểu là sẽ diễn thì diễn theo đấy nha. 1 2 3 Rồi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nha. 3 2 1 vô. Nhanh từ. Rồi, đếm. 3, 2, 1, go. Còn cái kia nữa nhiều lắm. Nghe thôi. Thấy được hết cái cảnh dưới luôn á. Được, đấy, nói chung là có ngày được rồi. Ok, đó về okay. Tao mình chỉnh thêm cái thôi. Xong thử thách 10 phút. Xong nè. Chạy giật ngược, giật xuôi. Cả nhóm là rất là vội vã chạy từ tầng 79 cho lên tới khoảng tầng này là hiện tại là tầng 80, 81 rồi. Thì nên là cũng đang cố gắng gọi là giữ lại một cái chút gọi là năng lượng để mình tạo ra được những cái sản phẩm thật là tốt, thật là đẹp để gửi tới nhà. Mong là sản phẩm của mình sẽ là đẹp nhất. Cuối cùng cũng đã có cơ hội được đặt chân lên tầng 79, 80, 81 của Landmark. Xin chào 24 nhà sáng tạo nội dung. Chào mừng các bạn đến với phần đánh giá và loại đầu tiên của Fast Shop 2022 by TikTok. Và ngày hôm nay chúng ta có một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Tôi xin được giới thiệu đại diện cho Maybelline New York, chị Phương Nguyễn. Xin gửi lời chào đến 24 bạn nhà sáng tạo nội dung của Fast Shop 2022. Hôm nay mình rất là vui và hân hạnh vì lần đầu tiên đại diện nhãn hàng Maybelline New York sẽ chọn ra một đội xuất sắc nhất để trao tặng giải thưởng Sky High Award với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150 triệu đồng. Đội thắng cuộc, các bạn sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm của Maybelline và các bạn được một năm sử dụng sản phẩm của Maybelline New York. Ngoài ra, bạn sẽ trở thành KOC chiến lược của nhãn hàng và đội của các bạn sẽ có một đêm nghỉ dưỡng tại Vinpearl Landmark Luxury, nơi mà các bạn đã hoàn thành thử thách. Và với tinh thần đỉnh cao không giới hạn, vượt mọi rào cản, thì mình hy vọng là sẽ nhìn thấy cái sự thể hiện tốt nhất của các bạn qua những cái video hôm nay. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Thế thì sẽ cùng Best Fast Shop. Best Fast Shop. Và tôi xin mời video của nhóm đầu tiên. Cái góc quay khi mà designer dripping ấy, nó hơi bị khuất, ta thấy cái lưng của cốt nhiều quá. Đoạn này make up quay chưa đẹp. Mà cái góc quay đó áo cam chưa đẹp. Cái áo cam xấu nhiều, quay ánh đèn mọi thứ nó chưa được smooth. Cái before and after ấy, mình cũng chưa nhìn thấy rõ lắm. Cái highlight vào cái đó chưa có đủ. Cái này cũng có cái idea cũng là tung lên ném xuống. Đoạn này đoạn đẹp nhất này, màu ok này. Cái đoạn này là ok, tốt nhất. Nhìn
anh thì anh cảm thấy là nó cứ thiếu thiếu một chút xíu ở bên cái phần draping ấy. Cái tính chất thời trang nó không được highlight rõ ràng lắm. Đúng rồi, nó chưa được chỉnh chu lắm trong tất cả mọi thứ, từ quay rồi dựng nó cũng thiếu thiếu. Nói chung là cái phần quần áo với cả phần make up nó chưa khớp. Nhưng qua thấy là kiểu như là phần make up nó kiểu Asian inspired, hơi châu Á. Nhưng nhìn xuống thì mọi thứ lại hơi kiểu Tây Tây. Elegante kiểu như là quần áo. Nếu như mà là elegante đúng không? Elegant thì những cái phụ kiện nó phải được mix tinh tế hơn. Cho anh hỏi ai là người chọn nhạc cho video clip này và ai là người dựng? Long hả? Dạ, không phải một mình em dựng mà là tất cả là ý tưởng của cả nhóm. Nhưng mà phải có một người đứng ra dựng đúng không? Là em là người đứng ra dựng đúng không? Dạ. Anh hơi thất vọng chút xíu. Hôm qua lúc mà bốc thăm á, là chị nghĩ là ai bốc chung đội với Long là sẽ có lợi thế rất là lớn. Tại vì ngày hôm qua lúc mà em quay là anh đứng ở đó mà, đứng ngay sau lưng em mà. Anh xem những cái góc quay của em rất là đẹp. Chính xác anh. Thì anh lúc đó anh sẽ hy vọng là cái clip sẽ rất là đẹp. Quay góc đưa đẩy rồi lên rất nhanh chứ. Chuyên nghiệp nha, làm cái phục nào vô góc cái phục đó nha. Thật ra là khi mà em quay một mình á thì nó vẫn sẽ ok hơn, nó có đường hình ở trong đầu. Nhưng mà ở đây là do là bốn bạn cùng kết hợp lại với nhau. Nhưng mà em cảm thấy như là cái clip này để em có thể ra được một cái sản phẩm như này là em cảm thấy rất là ưng ý rồi. Thật ra là hôm qua làm thì từng bọn em cũng đều có rất là nhiều ý kiến và ý tưởng khác nhau. Và khi bọn em nói chuyện với nhau và bàn bạc thì nó cũng khá là fit với nhau. Nhưng mà chắc là em nghĩ là bọn em muốn quá nhiều thứ. Đúng đó. Anh sợ là không đó. Ai dám đứng không ra chịu trách nhiệm thôi. Đúng không? Như là rắn không đầu. Đấy mọi người vừa nói mà chúng em cùng nhau chọn đi music, cùng nhau chọn đi, cùng nhau. Rồi cùng nhau ra về. Còn Danh nè, bây giờ tới anh nhận xét cái đồ của em nè. Cái phần ngực ở phía bên phải á, em làm bị hở nhiều quá. Tức là em làm layer nó phải ngắn dài thì cái tà nhìn sẽ đẹp hơn. Em đang bị đằng trước em đang bị ngay phải không? Dạ. Tại vì ngày hôm qua em chưa có nắm được số đo của Tú Anh, cũng không có kịp thời gian để mà gặp Tú Anh để lấy lại, cho nên là fit lên người của bạn mẫu thì em cũng cảm thấy là nó hơi bị hở một xíu. Đúng rồi, đó, qua chút xíu nữa là đẹp. Nhưng mà bản thân anh thì anh đánh giá là em nhất quán, là từ đầu tới cuối là em đã quyết định làm cái đó. Đầu tiên thì mình cảm ơn các bạn đã cùng nhau cố gắng để truyền tải cái thông điệp đỉnh cao không giới hạn của nhãn hàng vào video. Nhưng hơi tiếc một chút xíu các bạn quên mất cái tinh thần mà brand cần thể hiện là cái khí chất lì lợm. Thì Maybelline New York là một cái brand rất là bold, rất là cá tính. Và mình không nhìn thấy được đủ cái sự lì lợm ở đây. Bây giờ nha, Thảo Nhi cho cả group một cơ hội. Bây giờ Long có 10 phút làm fashion icon. Làm như thế nào để cứu bộ đồ này, làm cho nó thật sự nó bùng nổ, nó phù hợp với cả nhãn hàng Maybelline. Ok, fine, 10 phút, bắt đầu. Ở đây có ai có phụ kiện, một chút phụ kiện cho em mượn. Hai anh từ từ rồi để lên danh cột. Không, cái mỏng, cái 3, 2, 1. Ok, tay. Ok. Cá tính hơn. Ngầu hơn ha. Có vẻ tốt hơn này đúng không hả? Trên tay cũng tốt hơn này. Tú Anh, chị nhìn thấy em có vẻ rất là wow, hồi hộp hay là tim em đang đập rất nhanh á. Lúc nãy em chỉ sợ là mình không chế được nước lên đầu mà em chế lộn chỗ khác thôi. Hả em? Ủa, chế lộn chỗ khác là em sẽ sợ chế lộn chỗ nào? Bọn em là muốn tạt là mặt luôn để test độ lì của mascara luôn đấy ạ. Wow. Cái chuyện các bạn lì, các bạn dám test nước lên mascara thì các bạn làm nổi bật sản phẩm thì khá là tốt. Tại vì đã rõ ràng là cái mascara này nó là kháng nước. Nhưng mà chưa có thể hiện được cái sự đỉnh cao không giới hạn là cái tinh thần mà nhãn hàng cần truyền tải. Cảm ơn nhóm số 1 và hẹn gặp lại các bạn trong phần kết quả. Và chúng ta sẽ cùng đến với video của nhóm thứ 2. I don't want to be pretty, I want to be iconic. Mày dài tơi vuốt đẹp rồi đó, mà không có đồ đẹp thì làm sao mà không giới hạn được đây. Hơi. Đừng lo, để em chuốt cho. Đây được rồi, nhạc lên. Nhạc bắt tay ha. Đó, biến hình ok nè. Biến cảnh đẹp. Truyền hình ok. Truyền hình ok nhá. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you even from far.
Ừ đấy. Môi hơi hồng. Môi hồng như áo anh. Giá mà bọn make up đừng ham lời đôi môi. Để môi nút thôi, để môi là đẹp rồi, là nhìn đủ rồi ha. Nhưng cái mà anh thích ở cái video này là các bạn biết tận dụng cái footage quảng cáo của nhãn. Cái bạn fashionista này là biết phối đồ tôi tính rất là tốt. Yeah. Ai là người sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho toàn bộ những sản phẩm vừa rồi? Dạ em à. Em là người dựng hả? Dạ. Cái này là ngạc nhiên đấy. Ai là người kiểm soát toàn bộ ý tưởng và đưa ra đường dây? Dạ bốn tụi em à. Thì tụi em đưa ra rất là nhiều ý tưởng với nhau. Có thể là trong cả quá trình tất cả mọi người không biết là tụi em không thấy tụi em cãi nhau hay gì hết. Thực ra là sóng ngầm ở trong nó cứ cuồn cuộn trào lên các kiểu. Tại vì cá tính bạn nào cũng rất là nổi trội. Nhưng mà sau khi mà ngồi xuống điềm tĩnh lại, cuối cùng là ra được thành phẩm này. Đến bây giờ tụi em vẫn rất hài lòng. Bạn là Fashion Icon. Cái bộ đồ này lúc mà em style lên ấy, em có cái suy nghĩ gì em kể cho mọi người nghe thử? Mà đồ của em thì là toàn là đồ của nữ, nên là em với cái gương mặt rất là góc cạnh của bạn tím và tóc của bạn như em màu nâu đó, nên là tất cả những phụ kiện từ kính rồi vòng rồi cả cái veo ở bên dưới đều em chọn đều là có cái tông ánh vàng. Cái gương mặt của bạn thì khá là hợp với cái style rock, nên là em chọn cái style là rock check style để phối lên cho bạn ý cả áo khoác ra bên ngoài để phù hợp với cả bên trong. Nói chung là như nghĩ là tất cả mấy ban giám khảo ngồi đây cũng rất là hài lòng với cái bộ đồ mà em style. Nói chung là rất là phù hợp với cả cái cọc Z của bạn designer luôn. Hào, em trình bày về cái cọc C của em. Em bóc được anh Tính là mẫu nam. Và cái style của em rất thích là những item nữ mà đưa cho nam mặc. Và em thì không muốn giống các bạn là em chọn form cọc Z. Nhưng mà anh rất là tiếc cho em là ngày hôm qua em làm không kịp. Anh chắc chắn ngay một tiếng mà em không bao giờ em làm được một cái cọc Z. Một người thợ giỏi anh nghĩ làm một tiếng cũng không làm được nữa. Thì mình phải tính trong đầu mình trước em. Nếu mà cái đường đó mình cảm thấy là nó rất là khó đi và nó bất khả thi thì em phải đổi hướng như nào đó, phải không? Thì lúc sau thấy bạn cũng đổi hướng nhưng muộn quá, không đổi hướng. Thật anh rất là tiếc cho em, hiểu không? Tại vì anh thấy em có ý tưởng, anh thấy em cứ lay hoay được tí gần hết giờ luôn, bắt đầu em mới đổi. Dù cái cọc dây chưa được xong tại bạn ấy làm không kịp, thì cách mà bạn stylist kiểu fashion icon mix match ok mà, đúng không ạ? Thì em thấy là khá là ấn tượng với lại đội này. Tại vì các bạn có cái sự sáng tạo là cái chuyện mascara không chỉ cho mi mà các bạn còn đưa lên cả mày nữa. Một cái điểm mà em ấn tượng là cái lúc mà các bạn chuyển cảnh nó thật sự là nó, em nghĩ là các bạn có coi những cái cách mà Maybelline New York làm ở Global. Nó chuyển cảnh rất là chuyên nghiệp, thật sự là nó thể hiện được cái cách mà Maybelline đang làm TVC. Và các bạn rất phá cách, rất cá tính, rất bold. Chỉ có một cái là cái sự đỉnh cao không giới hạn thì em nghĩ cần thêm một chút nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một kết quả như mong đợi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video thứ 3. Ui, rất là càng khối giật mình nha, hơi gangster. Cái đoạn này ok, transition được. Ủa, toàn vẽ cái này hay nè. Bạn này giỏi quá, may nguyên cái áo mà là quá hay rồi. Nhưng mà đoạn này quay bạn design hơi nhiều. Bạn này bị nhiều quá. Hơi nhiều đúng không? Bạn này bị nhiều spotlight quá đúng không? Tay phải to hơn. Tay phải oversize hơn, áo ngắn chút. Xong rồi quần phải trùng trùng hơn, dày tăng chiều hơn thì nó mới đẹp. Cái chiều dài của cái áo nó phải ngắn hơn. Đúng rồi. Cái form nó chưa đẹp lắm. Ảnh đúng bạn thì diễn tốt, modeling ok. Về make up trong video có một cái scene em cắn cáp. Việc đầu tiên anh nghĩ là với một người làm make up là làm đẹp thì mình sẽ cần phải giữ mọi thứ nó rất là chỉnh chu, đặc biệt là cái vệ sinh. Thì cái hình ảnh cắn cái cọ mình nên tránh cái đó đi một chút. Ủa Vi? Dạ. Vi là chuyên đồ nữ. Nhưng mà ngày hôm qua làm được cái áo nam vậy là rất là hay. Cái áo á, em có cắt ngắn lên chút xíu không? Cái mà dài không giới hạn chính là cái chiều dài áo ngày hôm qua. Anh ơi, hôm qua là thực em đã thấy nó dài rồi mà em không có thời gian để mà em tháo ra em làm lại. Mà em mới tận dụng luôn cái 10 phút cuối cùng mà của fitting em không fit được luôn. Em tận dụng em vào hai cái tay áo. Tại nếu mà cái bộ đồ mà không có hai cái tay áo là coi như là banh hết. Hôm nay thì Pink styling cái đôi boot này trông tốt hơn rất nhiều. Tôi vẫn khá là dày tay hôm qua. Hôm qua là trông kiểu dưới công sở, kiểu businessman. My father's shoes. His shoes.
Bình thường cái phong cách của em nó sẽ là minimal và classic. Ngày hôm nay là đúng là nhìn cái áo lúc này là không có ai comment. Đúng rồi, là Nhi không có gì để chê. Hôm qua nhìn quần này. Oh, yesterday actually I didn't bring the shoes. And when I see his shoes, I know chết rồi. Nhưng mà chết rồi. Hôm nay got rồi. Good. So why you don't run the rounds and looking for other boots to mix? Em sợ nói với người em không biết. Thứ hai là em sợ nếu em khỏe họ không giúp em rất sợ họ. Thì và chị Vi, em thấy chị Vi đó là nhân, đó là mẹ thì em còn sợ chị Vi không làm được ao này thì em focus on chị Vi á. Tức là trong cái quá trình chị Vi làm cái áo này ấy, thì Pinh cũng giúp đỡ rất nhiều. Có nên là Pinh sẽ không có thời gian để đi mượn giày với cả nếu mà mọi người có mang giày đến thì mọi người cũng dùng hết chứ mọi người cũng không thể cho mượn được ấy. Cho nên là chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi. Những người khác anh thấy toàn bộ các thí sinh đều rất là dễ thương. Anh nghĩ là nếu mà Pinh chịu mượn thì Pinh sẽ mượn được. Cái outfit này là Pinh style rất là cool. Rất là cá tính như thế là đúng không? Ra đúng cái tính chất của một bạn ngầu ngầu. Cũng hợp với cả Maybelline kiểu rất là cool, rồi trẻ trung, cá tính. Good job. Rất là hài lòng. Và em thấy đội này teamwork khá là tốt, tức là bạn nào bạn nấy rất là rõ vai trò. Và về cái sản phẩm của tụi em là mascara Maybelline Sky High á, thì các bạn thể hiện được mascara ở trong cái video clip của các bạn. Cái sự phá cắt ở bạn ở đây là bạn sử dụng cái mascara Sky High của Maybelline để các bạn dùng làm phấn mắt, rồi các bạn tạo ra cái sự ấn tượng ở trên đôi mắt. Thì em thấy khá là sáng tạo và phá cắt, nó đúng cái tinh thần lì lợm của Pinh. Maybelline có book em không? Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong phần kết quả. Xin mời video của nhóm thứ tư ạ. Khi nào đỉnh cao không có giới hạn. Khi dám sống, dám nghĩ, dám làm, dám đam mê. Đến xin bốn đứa cũng đẹp nữa. Nói gì gà. Bữa nay catchy nè, rất là khớp. Sáng tạo hay lấy chỉ làm đó. Mascara làm người đó không? Yeah. Cái đặc tả tỉ cà đẹp nữa. Truyền cảnh cũng tốt và tất cả mọi người đều có cái khoảng thời gian giống nhau, vai trò rõ ràng. Đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao. Cái đấy cái bức xe ra được trên đỉnh lên đó. Xuống á, cái đó là mỗi đường cũng ok nha, xuất sắc nha chúng ta. Đẹp chưa? Styling cũng đẹp đúng không mọi người? Đại diện cái nhãn hàng thì Phương có nhận xét ý tưởng của các bạn thì Phương đánh giá khá là cao vì các bạn thể hiện đỉnh cao không giới hạn qua cái tinh thần của Maybelline là dám nghĩ, dám làm. Nhưng mà DNA của Maybelline là mạnh mẽ, cá tính, lì lợm thì cái outfit mà mình đang thể hiện ở đây nó lại quá mềm mại và nó cong nhiều hơn là dài. Thì thật sự nếu như mà bộ trang phục này nó có thêm một cái sự mạnh mẽ, cái sự lì lợm phá cách thì rất là hoàn hảo luôn. Cái sự mà cá tính và lì lợm nó nằm trong cái thần thái của Shinsa á. Ánh mắt thần thái của em và Shinsa ngày hôm nay đứng ở đây nó hoàn toàn khác của em ông casting nha. Và chị rất là thích trong cách em thể hiện. Bản thân anh cũng vậy á, anh thích chiếc Shinsa ở trong cái clip đó. Tất cả những cái ánh mắt của em đều rất là cuốn hút. Có lẽ là Shinsa xin vía được của Fast Shop 2022 rồi. Yes, đúng rồi. Mà em cũng nói Shinsa một xíu là tụi em chỉ có 15 phút để quay cái thuật đầu thì tụi em không có được nhiều thuật và quay cái nào là dính cái đó nên em rất là khen ngợi. Và đặc biệt thêm một cái cảnh chuyển nhạc theo beat âm nhạc rất là hay, ai dựng vậy? Dạ, đây luôn. Wow, vậy là coi như là Shinsa tiếp thu rất là tốt những cái gì mình nói hôm casting á anh. Em đã cải thiện hơn rất là nhiều. Hay nha, yes. Đánh giá cao nha. Còn với Nhật Vi, đây là cô gái mà anh rất thích. Anh ấn tượng với cái cách mà em tạo ra cái pattern bằng cái cách mà em đưa cái mascara Maybelline lên trên sợi chỉ. Và em đưa nó xuống rồi em dùng khăn giấy em tạo nó thành cái pattern. Đây là cái mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Anh làm nghề tới bây giờ hai mấy năm rồi, rất ít khi anh bất ngờ. Nhưng anh lại bất ngờ về cái cách em tạo ra pattern đấy. Rất là phá cách và sáng tạo. Cái này có thể tạo ra một cái trend luôn á. 10 điểm. 10 điểm. Làm cho anh Trung bất ngờ là hơi khó đấy. Không, mà em không nhận em sáng tạo thiệt. Nếu mà gọi là ai sáng tạo nhất trong việc makeup thì chị nghĩ chắc là chị chọn em á. Và một lần nữa cảm ơn nguyên team
Và hy vọng rằng với những nhận xét vừa rồi thì chúng ta sẽ có một bài hát là Nguyên Tim Đi Vào Hết và sẽ không bị ai ở rơi lạ. Và hẹn gặp lại các em trong phần kết quả của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video của nhóm thứ 5. Chậm quá. Khi mà cái này nó rủ rủ nhá. Xong rồi cái này nó cũng rủ nhá. Cái này nó cũng rủ, cái này nó cũng rủ, cái gì nó cũng rủ. Xong rồi lên cái nhạc nó cũng rủ, thế là rủ luôn. Cái chữ không đẹp. Bàm bàm. Nó rớt toàn bàm, bộ bàm. Ấy. Chị quá. Ừ, nó rớt toàn bộ luôn ấy. Nếu mà là qua chu kỳ nó cũng người mẫu cũng chưa diễn ra được cũng cái phong cách mà gọi là nó phải một chút có phải phân hơn. Mấy này diễn hơi bị bánh bèo quá. Clip này em thấy không ổn lắm. Cái phần về make up và sử dụng sản phẩm ở đây nó hơi bị thông dụng quá đúng không Phương? Dạ, đúng rồi. Với lại em thấy là về cái clip này thì các bạn focus vào cái thời trang nhiều hơn. Nó không hài hòa, nó bị quá về thời trang rồi coi xong thì em không nhớ gì được về cái sản phẩm mascara Sky High của em hết. Xin phép nói thẳng, tại vì tính chị thì không có quen nói hoa mỹ. Để mà gọi là chọn cái phong cách modeling icon trong bốn bạn ở đây á, thì chị nghĩ người phù hợp với model nhất lại là Trinh. Tại vì hiện tại người thời trang nhất là Trinh. Trong tất cả những cái scene hình mà Trinh xuất hiện á, có những nó rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Cách em cầm cái túi em xuất hiện giống như là em nuốt luôn bạn Thanh luôn. Zicky Lee, em đã từng là Miss TikTok này. Đã có một cái flop, một cái ánh nó ánh lên rồi. Xong rồi sau đó em lại flop, em lại biến mất. Khi mà mình không có cái khẩu vị, cái taste và cái gu cá nhân á, thì em lại làm nhòe mất cái màu mà đáng ra em phải là một icon, em cần phải có. Đôi lúc mình cũng quên mất là bản thân mình có những cái gì và cá tính của mình như thế nào. Vì vậy nên là khi mà ở cùng team với các bạn có khá là nhiều cái unique và các bạn có thể thể hiện ra đấy thì mình tự dưng bị lép vế. Mình chỉ buồn với mình thôi á, mình không buồn mình bị so sánh đâu. Em cũng muốn nói luôn thì em là một người fashion icon thì em phải có một cái thần để mang đến một cái tinh thần fashion mà em cũng không muốn là mọi người nhìn thấy em là một người model. Và em cũng muốn mọi người nhìn thấy em phải là một người fashionista. Và em cũng khẳng định luôn, Zicky là một bạn model có khả năng rất là tuyệt vời. Và bạn ấy cũng muốn là đem cái tinh thần của mình tới chứ không phải là chỉ dừng lại ở cái mức là ra diễn cute dễ thương hay là như thế nào đó. Bạn có thể làm nhiều hơn như vậy nữa. Chị biết cái lời góp ý của chị, nó thẳng thắn, thẳng thừng đôi khi làm tổn thương người khác. Nhưng mà chị có theo dõi trên kênh của em có cái đường catwalk rất là đẹp, nhưng mà em không có cái riêng của mình. Em nghĩ là em vẫn còn đang hơi nhút nhát và cái sự phá bỏ giới hạn của em thì nó thật sự là nó vẫn chỉ đang ở cái ngưỡng giữa thôi, nó chưa bật ra được. Em sẽ cố gắng thay đổi bản thân ạ. Chị mong là những lời góp ý ngày hôm nay em sẽ về, em sẽ đóng một hình ảnh nó mạnh mẽ hơn, nó cá tính hơn. Thì chị mong em sẽ thành công sau này. Bây giờ cho chị ôm em cái ha. Nghiệp quá à. Ok, cá tính lên nha. Ừ, rồi. Mặc dù nơi rơi nước mắt hơi nhiều nhá, nhưng mà mình cũng bình tĩnh và mình nghĩ là chính cái câu nói đó sẽ là câu nói giúp mình phát triển bản thân tốt hơn cả trong cuộc thi cũng như là ở ngoài đời. Và chúng ta sẽ đến với clip của nhóm cuối cùng. Nhi thích mấy kiểu detail này nhá. Nhi là rất là thích quay kiểu close up. I love it. Mẫu có quay từ dưới rồi từ từ mới hiện ra nguyên lúc. Nhìn trông như người New York thật luôn. Đỉnh cao phê nhở. Đâu hả?
đỉnh cao không giới hạn đó là bước một rồi đó là cái nào với những sự khác biệt chỉ có một mình bạn có, bước hai là một vẻ đẹp tự nhiên, cuối cùng đó là mi dài tới vút tèn tên kết quả của chúng ta nè, vẻ đẹp đó là không giới hạn, chính xác. Từ từ cho anh hỏi này, theo quy chế đúng không nào, là video sẽ phải gửi trong ngày hôm qua. Video đó là video nào? À, video gửi trước là video đầu tiên ạ. Và video của em là video sau. À, đó là video đầu tiên. Vâng, video đó là phần thi của em về Beauty Icon ạ. Có tận 2 video, đó là trong quá trình edit video thì là 100% do editor anh làm. Em vừa thấy là các phần của mọi người đều không được nổi bật. Tức là em chỉ thấy là có một mình bạn model thôi. Thì em có đề nghị anh là hãy thêm video của em vào. Nhưng mà anh bảo là anh đã gửi rồi, thế nên là em đành phải tự thêm video của em vào để... Thực sự em là một người leader ở trong cái clip này. Em muốn xin lỗi tất cả các thành viên ở đây. Bởi vì em không có lead được cái sự việc này. Và đây là cái lỗi lớn nhất của em. Em là người ghép và người dựng. Có vẻ là Huyền Phương chưa nói ra cái ý kiến của mình để em biết được rằng là em phải kiểu cho cái điều đó vào. Thế nên là em xin nhận cái lỗi này. Và cái việc làm đấy của Huyền Phương thì sự việc cũng đã rồi nên thôi. Vâng, chắc chắn rồi ạ, vì đó là lỗi của anh. Bây giờ anh thử đặt mình vào người xem video, không phải là ban giám khảo mà là người xem. Liệu anh có dừng lại xem cái video này không? Anh có bỏ một phút của cuộc đời anh ra để xem cái video quảng cáo mà anh cho nó rằng là fashion không? Anh thử đặt mình vào người xem đi ạ. Bản thân anh thì không muốn nói nhiều. Và anh xin nhận tất cả lỗi lầm về mình. Vì anh sai mà. Em không biết là bây hiện tại là mọi người có xích mích gì với nhau không. Nhưng mà em vẫn cảm giác rằng cái video của leader đã gửi nó không hẳn là làm cho người khác không thích xem. Bởi vì trong này nó nhấn mạnh về tinh thần thời trang fashion, không giới hạn. Chị để em nói hết cái đã. Cho em nói xong đã. Thôi. Mọi người không nên cãi nhau ở đây bởi vì mình đang đứng ở đây. Mình không cãi nhau. Dạ. Mình thôi. Dạ. Ok, vậy ban tổ chức cho em xin cái ảnh nhá. Em cũng không muốn lôi chuyện trong team ra vì nó thể hiện cái sự mất đoàn kết như em đã nói. Ai cũng sẽ đều có một cơ hội. Và cơ hội của mọi người đã nhận sai nhưng mọi người không. Thế thì em xin phép thích tin nhắn. Có thể là Phương giữ được cái bản thân mình nó bình tĩnh hơn một chút thôi thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Nhưng mà em đã gửi video từ lúc 1:18 đấy, như ngoài bạn model ra thì ba người còn lại mờ nhạt lắm. Khoan, chị có nói với em là chị có thể lấy máy dây của em được không? Ý là không, chị không nói cho em tại vì em chỉ là người quay thôi, còn đâu anh ấy là người dựng thì chị cũng không hiểu mục đích anh dựng như vậy là để làm gì. Em thấy bất công là bất công cho cả ba bọn em. Em thử đặt em vào người thiết kế đi, anh ấy không hề có một cái cảnh gì ngoài cảnh cắt. Nó là cắt một cái mảnh vải nó được cái áo này cho em á. Thật ra thì anh nghĩ là cái đó nó cũng không có. Em đang đòi lại công bằng cho mọi người mà. Mình cũng là thành viên ở trong team mà cái chuyện nó xảy ra là mình đơ và mình không biết, không có lường trước được. Thì cái source mà em gửi cho Hùng edit là nó có bao nhiêu source? Nhưng không biết thế nào, nếu mà em gửi cái file của em mà trong có rất là nhiều cảnh make up khác nhau thì chắc chắn là như nghĩ là Hùng có thể edit vào được. Dạ vâng, tức là em có rất nhiều cảnh để anh có thể lấy. Và nếu mà anh muốn lấy thì anh đã có thể lấy được cái cảnh đấy rồi. Nhưng vì anh ấy không muốn lấy. Thế tại sao Hùng không cho vào? Em thấy những cái góc quay đấy đều sai và là không phù hợp với cả cái mood của tất cả mọi người đang làm. Em đã dặn đấy là nên quay như nào và ở cái góc như nào. Bởi vì em là một người làm việc rất là OCD và em quan tâm đến cái chuyện mà hoàn hảo nhất. Vì thế như cảm thấy như mọi người không có cái sự kiểu thỏa thuận trước khi mọi người edit cái video này. Ban đầu vì bọn em quá hòa thuận nên bọn em maybe đã bị thao túng tâm lý. Em vẫn đang không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Em bảo là dù có như thế nào thì hãy cứ nói. Bởi vì chúng ta là cùng một team, bởi vì đây là sản phẩm của chung thì hãy lên tiếng. Và đừng bao giờ im lặng đến khi mà đứng ở đây và nói ra những cái điều này, nó không giải quyết được cái gì. Bởi vì tất cả nó đã có kết quả ở trên này rồi. Và em thấy cái cách xử sự của Phương khiến em hơi suy nghĩ một chút, nhưng mà thôi em sẽ không để ý. Cái này em chưa gửi cho mọi người duyệt hả? Không, em có gửi rồi ạ. Mình đã gửi chưa? Có mọi người, anh có gửi rồi ạ. Và mọi người thì chưa có trả lời. Thì anh đã gửi ngay trong đêm. Em không hiểu lý do gì anh vội vã làm điều đó. Từ cái lúc ở chương trình. Huy đã đồng ý chưa? Thật ra hôm qua em cũng có nhắn trong nhóm vậy, cũng được rồi ạ. Được ạ. Là có nghĩa là em đã xác nhận đồng ý để Hùng gửi. Đồng ý rồi, và Sơn. Dạ.
Em thì đã ok từ cái lúc tối là em đã thấy clip là nó hợp với cái ý tưởng của em ban đầu thì em đã ổn. Em nghĩ là lỗi sai lớn nhất của em đấy là đã muốn tìm lại công bằng cho những người mà người ta không tin tưởng mình. Không phải là em muốn tìm lại công bằng cho những người khác, người ta đâu có yêu cầu đâu. Cái này là em tự nói mà, em nói cho bản thân em. Đúng đó, em đang nói cho em, xong rồi em lại mượn hai người khác để về cùng một bè. À, cảm ơn chị. Không sao. Dạ. Ôi không, không sao. Ok ok. Thật ra là bạn nãy chị có nói về cái vấn đề mà chị không có xuất hiện nhiều trên video, và em cũng nói là em có nói mọi người là thật sự rất xin lỗi. Còn rất nhiều cơ hội mình có thể làm việc chung với nhau á. Không sao, anh em chỉ mong là chị hiểu thôi. Em muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã làm mất thời gian của mọi người. Thật ra là cái mà Nhi bây giờ Nhi đang thấy nhá, thì mình là content creator, mình luôn luôn muốn thể hiện bản thân mình. Nhưng cái này là teamwork. Cái job của cái này là một cái fashion video để mình cùng nhau cả một cái team quảng bá được cái nhãn hàng Maybelline. Thì trong một fashion video, người make up đâu có phải xuất hiện đâu, người thiết kế đâu cần xuất hiện mặt vào trong đấy đâu. Nó là cái thành phẩm từ cái quần áo, từ cái make up ở trên cái mặt nó phải xuất hiện. Và cả bây giờ hiện tại mà thiếu ở trong cái video này là cái biến hình before after. Thì cái đấy đáng nhẽ là em ban đầu như thế phù hợp nhất, thế là xong. Nhưng tại vì có vẻ em chưa quay được đúng cái khúc mà Hùng muốn, vì thế nó không hợp cả cái video. Và bây giờ cái cảnh của em ấy mà cho vào nó không hợp thật sự. Và anh sẽ mạn phép lấy 30 phút để cho tụi em edit lại suộc video này. Đồng ý không? Lắng nghe nhau nha. Và sẽ cùng nhau cố gắng làm tốt nhất nha. Ok nào. Thôi vui lên nào. Teamwork. Let's go. Có ấy lắng nghe nhau được rồi đó. Ok. Không sao. Bây giờ cái trick sẽ là em quay cận lại cái mặt Huy cho anh. Quay lại gần chút đi. Ok. Ngồi sát vào cho anh. Ok. Từ chờ anh 1, 2. Mình thực sự là mình có lỗi với anh Miley nhiều. Anh ấy dẫn dắt team rất là nhiều. Anh ấy hy sinh rất là nhiều. Anh giúp đỡ mình rất là nhiều, nhưng mà việc mình làm đấy là nghi ngờ anh. Trời chó. Yes. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video của nhóm 6. Big wave, big wave, 피하지 마. Break it up, break it up, 무서워서 헤엄쳤다. 높은 파도 위로 좀 더 기게 나게 troubles들을 dribble한 pass it. Perfect보다 높은 number. 그 이상을 향해 jump up. 현실 같은 dream은 이제 빠져나와. 깨어나도 수면 위를 달아 fly high. Sau khi ghép thêm cái phần make up vào thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy nó đã thể ít nhất là nó đã có sự đầy đủ hơn ạ. Thì anh cảm thấy như vậy. TikTok là cái nơi mà của cộng đồng, của những nhà sáng tạo nội dung. Thì mình phải biết cách làm việc theo nhóm, và mình phải biết cách nhìn về một cái nó xa hơn. Và anh nghĩ rằng là qua cái thử thách lần này, qua cái thử thách nhóm ngày hôm nay, thì ít nhất tụi em cũng sẽ hiểu được cái cách làm việc làm sao để nó có thể có được cái sản phẩm cuối cùng tốt nhất. Và nhiều khi đừng tiếc một vài cái footage, hoặc là đừng tiếc một vài cái công của mình để cái cảm tính nó đè mất cái mà mình đáng ra mình phải đưa ra. Và hy vọng rằng là đây sẽ là một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm thú vị dành cho team số 6. Và hy vọng rằng là team số 6 sẽ, 6 là lục mà, thì sẽ có được lập. Cảm ơn. Em cảm ơn. Chào mừng 24 gương mặt xuất sắc nhất của Photoshop 2022 by TikTok. Và chúng ta đang có mặt trong phần công bố kết quả. Và ở phần này chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra về.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ công bố một nhóm chiến thắng Sky High Award từ nhãn hàng Maybelline New York. Các bạn sẽ bảo toàn lực lượng của mình, mặc dù trong đó có thể có những người còn yếu. Và xin mời chị Phương Nguyễn. Áp lực ngang đó chị. Và mình xin được công bố nhóm sẽ giành giải thưởng Sky High Award. Đó chính là nhóm số 2. Xin chúc mừng nhóm số 2, Trương Thiên Hào, Lê Minh, Vũ, Thị Phương Quỳnh và Trần Tín. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Phương Nguyễn, xin được cảm ơn Maybelline New York đã tài trợ cho tập này. Và trong 5 nhóm còn lại, chúng ta sẽ có những nhóm an toàn. Trong vòng nguy hiểm, các bạn sẽ cùng phải đối diện với nguy cơ ra về. Và đối diện với chính giám khảo trong lĩnh vực của mình. Xin mời bước về phía bục nhóm số 4 ạ. Nhóm số 1 ạ. Nhóm số 5. Và chúc mừng nhóm số 3 và nhóm số 6. Các bạn đã an toàn trên chặng đường này. Và xin mời các bạn bước vào phía trong. Nhóm số 1, nhóm số 4 và nhóm số 5. Các bạn sẽ bước vào vòng nguy hiểm. Và đầu tiên, tôi xin mời những thí sinh của lĩnh vực Fashion Design. Xin mời các bạn bước lên phía trước. Thành Danh, Vương Khang và Thanh Trúc. Tôi xin nhường lời lại cho giám khảo chính, nhà thiết kế Đỗ Long. Đầu tiên là về Thanh Trúc. Anh rất là ấn tượng với cái nguồn năng lượng của em. Anh cảm nhận là em rất giống anh ngày xưa, là mình là người mới, mình rất là cố gắng, rất là sáng tạo, rất là hài hước, là em rất là biết làm content. Nhưng mà anh cũng có ý với em á, là giống như là em hay bị về chất liệu á, những cái chất liệu em mix với nhau á, nó vô tình anh cảm thấy là nhiều khi nó không hợp. Bộ trang phục của em là thực ra cái ý tưởng Y2K rất là hay, nhưng mà cái phần mà em làm á nó bị quá đơn giản, em hiểu không? Tức là em làm trên một cái nền của một cái đầm có sẵn. Anh nói thật sự với em, cái bộ trang phục của em á nhờ bạn stylist rất là nhiều. Cái đai giày bot đó đã cứu lại cái bộ đồ rồi. Còn về Thành Danh đúng không, thì anh cảm thấy em là người em rất là biết là em phải làm gì. Trong cái quá trình làm thì giống như là em cũng còn vài cái khuyết điểm giống như anh hỏi có bí với em, nhưng mà em đã sửa rất là nhanh. Còn riêng Khang thì anh thấy ban đầu là Khang làm một cái bộ nó hoàn toàn khác. Nhưng mà em một phút em suy nghĩ và em cảm thấy nó có vấn đề, và em đã đổi rất nhanh. Thì anh cảm thấy là em là một người biết nắm bắt cơ hội. Cái tổng thể của em lại là một cái tổng thể mà hài hòa nhất trong số 3 bạn. Thì thực sự mà để mà loại một người thì anh ngồi ở đây nãy giờ anh rất là đau đầu. Tại vì anh cảm thấy là ba đứa em ai cũng rất là yêu nghề, ai cũng rất là nhiệt huyết và ai cũng có khả năng. Người sẽ phải ra về đó chính là Thanh Trúc. Và xin chúc mừng Vương Khang và Thành Danh. Hai bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fashion 2022 bài TikTok. Và xin cảm ơn Thanh Trúc. Cảm ơn bốn vị quan giám khảo rất là nhiều ạ. Và anh mong rằng Thanh Trúc sẽ ghi nhớ những lời nói ngày hôm nay. Dạ. Và anh mong rằng em sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng. Dạ, em trong tương lai sau này. Anh ơi, cho em bắt tay anh cái được không ạ? Xin mời bước lên phía trên Hương Giang, Nhật Vi và Tuấn Khải của team Beauty Icon. Nào, người ngày hôm nay làm cho anh ấn tượng nhất, ấn tượng một cách hết hồn luôn, là cái người mà anh sẽ phải chúc mừng đầu tiên, bạn sẽ là người an toàn. Đấy chính là Nhật Vi. Em làm rất tốt cái việc mà sử dụng mascara và sợi chỉ để làm lên cái pattern của em.
và cái cách mà em dùng màu để làm background, để làm cái nền, đó là một cái cách mà anh nghĩ rằng nó đã bứt phá đi ra khỏi những cái gì được gọi là sáng tạo. Và anh rất thích điều đó. Chính vì thế cho nên Nhật Vi chính là người đầu tiên mà anh nghĩ rằng không cần phải đứng ở đây, nhưng mình thi theo team. Với Hương Giang, cái cách chạy màu của em và cái cách em dùng màu á, cái độ đậm nhạt của màu nó không rõ ràng. Và nếu như em biết cách đặt màu nhấn nó đúng cái tỷ lệ thì cái màu nhấn nó sẽ trở nên quý giá rất là nhiều. Và với Tuấn Khải thì em có một cái kỹ năng tốt trong beauty makeup. Cái cách em đặt màu, em tán màu, cái cách em sử dụng mascara của em rất là tốt. Nhưng em lại bị hạn chế trong lĩnh vực sáng tạo. Và hình như là những cái về kết cấu, những cái về tỷ lệ và những cái mảng miếng là rất em hơi thiếu. Và cuối cùng, Hương Giang, bạn hãy chia tay với Tuấn Khải. Bởi bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fashion 2022 và Tuấn Khải. Xin chia tay em ở đây. Và anh cũng hy vọng rằng tất cả những gì em đã trải nghiệm với Fashion 2022 by TikTok sẽ đưa cho em cái cách để em có thể phát triển được mình tốt hơn. Xin cảm ơn. Xin mời bước lên phía trước Model Icon Tú Anh, Xin Sa Phạm và Tâm Thanh với lĩnh vực Modeling Icon. Giám khảo chính xin mời siêu mẫu Á hậu Vũ Hoàng Yến ạ. Sự lấy làm cái bảng modeling của chị lần này nó quá là khắc nghiệt và quá là khó với chị. Chị rất muốn lắng nghe cái suy nghĩ đó của từng các em. Em rất là ghét cái việc random của chương trình mình đã ghép em vào ba cái con người như thế này. Em là một người mới và ba người này cũng là người mới. Hiện tại em vẫn rất là thương ba cái người này, tại vì tụi em đã thức đêm để cùng nhau ra quán cà phê làm. Mặc dù tụi em không còn sức lực nữa mà em cũng phải ráng. Cho nên là khi mà em đứng đây, em vẫn muốn được là team của em sẽ là team đi vào vòng trong chứ không phải là những cái team khác. Zicky, em nghĩ là em có thể thay đổi trong một thời gian ngắn. Và em nghĩ là em xứng đáng để được đi tiếp. Em sẽ cố gắng, không phải cố gắng, em sẽ làm được. Em sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân sau mỗi tập. Và em mong là ban giám khảo có thể nhìn thấy điều đó với em ạ. Khi đứng ở đây, ở cái vòng nguy hiểm như thế này và chúng ta nói những cái lời hứa, lời xin hay là những cái giọt nước mắt thì em xin lỗi các anh chị, em thấy nó hơi vô nghĩa. Dạ. So với chị Xin Sa và chị Siki thì em là một người mới và chắc chắn là em sẽ không nhiều kinh nghiệm bằng hai chị. Nhưng mà em có tố chất để làm người mẫu. Và cái câu chuyện trên TikTok của em nó trước đây em rất mập và luôn bị body shaming. Thì qua cái kênh của em Hành Trình 70kg đến Model, và cái đó là cái thông điệp mà em muốn truyền tải qua cái kênh TikTok của mình đến với mọi người. Và em hy vọng là nó có thể là một cái kênh mà có thể truyền được cái thông điệp hoặc là có thể gây ý nghĩa cho cộng đồng. Tất cả các bạn ở đây chúng ta đều là những nhà sáng tạo nội dung. Và ba bạn đứng ở đây là ba màu sắc hoàn toàn khác biệt. Và chị thật sự là, nói thật là chị không muốn loại một ai hết. Bởi vì các em hoàn toàn có xứng đáng để đi vào trong. Xin xa. Em là thí sinh được an toàn đầu tiên. Chị mong á là em sẽ không đứng ở đây một lần nữa. Và hãy chứng minh cho mọi người thấy danh hiệu á quân của mình nó xứng đáng. Chúc mừng em quay về với team của mình. Đối với Zicky và đối với Tú Anh á, người mà chị cảm thấy là có thể đi tiếp là một nhà sáng tạo nội dung và trở thành một người có sức ảnh hưởng đối với lĩnh vực modeling, đó chính là chị. Xin được chúc mừng cho Zicky Lee. Và điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải chia tay Tú Anh ở đây. Đối với chị thì Tú Anh cần có thêm thời gian. Em là một người có đầy đủ tố chất của một người mẫu. Tuy nhiên, Photoshop cần nhiều hơn là chỉ là một cái tố chất về người mẫu. Chị tin là trong tương lai em sẽ làm được điều đó.
Và cuối cùng xin mời Á hậu Thảo Nhi Lê. Nhi đầu tiên Nhi muốn là các bạn chia sẻ trước vì các bạn nghĩ sao vì cái performance của mình. Cho em xin được chia sẻ trước ạ. Em cũng tự tin mình là một người có một cái iconic trong top 6 của Fashion Icon. Bản thân em là khác biệt hoàn toàn so với 5 người còn lại. Thứ hai nữa là em biết cái hướng đi của em như thế nào trên TikTok. Và em cũng muốn mình một người Fashion Icon, không chỉ là mix and match mà có kiến thức đúng về thời trang. Em đến đây để giành lấy cơ hội. Và trước khi đến vào top 6 thì em cũng đã điều tra hết profile của các bạn rồi. Thì em là một người mới, em không có lượng follower nhiều như hai bạn. Nhưng em có rất nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi clip của em đều là một cái phong cách khác nhau. Và em nghĩ Fashion Icon nên có điều đó ạ. Bạn Dante chỉ có một cái phong cách, đó chính là Y2K. Chị đã xem hết tất cả những video em đã làm trên TikTok hay chưa? Chị đã xem rồi. Vậy thì chị có thấy được sự kết hợp của em với những phong cách khác? Em đã có mặt minimal, có cả mặt thân, mặt gót, tất tần tật những cái đó kết hợp vào. Tuy nhiên khi người xem, người ta nhìn vào, người ta vẫn sẽ biết đây là Dante, không phải là một ai khác. Một Fashion Icon vẫn cần phải có một cái màu sắc riêng giữ cho mình, kết hợp với những cái khác vẫn phải có cái màu riêng đó, chứ không phải là chị nói là qua ngày hôm sau đổi một cái style này, qua ngày hôm kia nữa hay đổi một cái style khác. Ủa vậy cái iconic của chị nằm đâu? Đúng là mình có thể mỗi ngày mình có thể biến hóa một phong cách khác nhau, nhưng đó vẫn chính là mình. Nếu mà dù ngày hôm qua mọi người đã thấy em là một phong cách khác, còn vòng sơ khảo em cũng đã mang đến một phong cách khác. Thật sự mà để mà trở thành một fashion icon, nghĩ cái này là một cái rất là khó. Bản thân Nhi còn chưa dám gọi mình là một fashion icon luôn á. Để mà có fashion icon, mình phải thật sự là một người có gu. Mình phải biết, phải hiểu biết về thời trang một cách mà rất là sâu sắc. Và mình thật sự là vừa là stylist, vừa là đạo diễn, vừa là thiết kế ở trong một người luôn, là một fashion icon. Vì thế hôm nay để mà lựa chọn trong cả cái hành trình này để mà Nhi mà lựa chọn một cái fashion icon ấy, nó rất là áp lực đối với Nhi thật sự. Và thêm nữa thì bây giờ Nhi cũng muốn hỏi với cả Long. Long có những cái gì chia sẻ với mọi người không? Em có một cái em chia sẻ thật. Em tự nhận định là thật sự clip của team mình rất là dở. Nhưng mà nó cũng cho em một cái bài học, đó là em không được nhu nhược, em cũng không được chấp nhận hết tất cả mọi thứ. Em nghĩ là em thực sự là đến với cái chương trình thực tế như thế này, em không muốn mọi người nhìn vào, mọi người thấy là bạn này là một reacer đang rất là nổi và bạn này đang cố thể hiện điều gì ở đây. Và em rất là sợ khi mà phải nghe những cái lời ý kiến đó. Cái suy nghĩ là em phải thay đổi, em phải mạnh mẽ lên. Đừng có quan trọng quá với những gì người khác nghĩ gì về mình. Mình sống tốt, mình làm tốt và mình là creator, mình sáng tạo và mình inspire người khác. Vì thế trong cái hành trình này thật sự như muốn là em có thể em mạnh mẽ hơn và kiểu express được cái bản thân và cái kỹ năng của em nhiều hơn ấy. Như bây giờ như gọi lên để mà có thể vào vòng an toàn là chính là Trinh. Xin chúc mừng Đan Trinh, bạn là người đầu tiên an toàn. Nói chung là từ ngày đầu tiên Nhi gặp Trinh, Nhi đã rất là ấn tượng với cả Trinh rồi. Cảm thấy như là Trinh cũng nói là Trinh có một cái điểm nhấn, một cái gu riêng của mình. Và dù Trinh mặc cái gì đó, Nhi vẫn có thể nhận ra đó là Trinh. Và như thế em thực hiện cái challenge này rất tốt. Xin chúc mừng em. Chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là phần vô cùng khó khăn của Thảo Nhi Lê. Thì nói chung là như Nhi nói là tất cả những cái quyết định này là không phải là vì mọi người không vô tay, mà là tất cả những quyết định này nó dựa lên rất là nhiều yếu tố của cái chương trình này. Thì Nhi nghĩ là về nguyên, để mà em có thể trở nên một fashion icon, Nhi nghĩ là để mà thật sự thành một fashion icon ấy, cái style của em nó phải đột phá hơn nhiều hơn. Vì thế Nhi mong đến mùa tiếp theo em có thể em quay lại một cái tinh thần mới, đột phá hơn nhiều hơn năm nay. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chia tay với Tú Nguyên ở đây với Fashion Shop 2022. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình.
Và xin chúc mừng Gia Long và Đan Trinh, hai bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Fast Shop 2022. Bài TikTok. Yeah, next time cố gắng lên nhá. This Fast Shop. Thôi, sao vậy? Cái gì vậy? Là... Ủa là sao? Ủa là sao? Ủa là sao? Ủa là ai? Ủa là ai? Ai? Sao được? Ủa là ai? Hoàn Trang. Ủa gì vậy? Mình cũng khá là buồn. Thực ra thử thách đó, nếu mình có sự chuẩn bị kỹ thì 100% là mình sẽ chiến thắng. Ủa là sao? Sao được lại? Xen lẫn trong đó cũng có một chút vui và tự hào bởi vì đã đứng vào top 6 của chuyên mục Fashion Design Icon thì đó là một niềm tự hào đối với em. Mình thật sự rất là buồn khi mà phải dừng chân tại tập này. Thật sự là may mắn nó không được mỉm cười đối với mình. Thì anh Nam Trung nói rằng là mình phải dừng cuộc chơi tại đây. Thì hy vọng rằng là trong những chương trình kế tiếp thì mình sẽ bứt phá hơn và sáng tạo hơn, nhiệt huyết nhiều hơn nữa. Buồn và cũng có một chút vui. Tại vì buồn là vì Tú Anh đã không thể cùng mọi người tham gia được chặng đường TikTok Fast Shop nữa. Vui thì những lời góp ý của anh chị mình luôn luôn ghi nhớ và sẽ dùng đó làm một cái động lực để có thể tiếp tục phát triển chặng đường người mẫu của mình trong tương lai. Fast Shop 2022 với TikTok, Tú Anh nghĩ đó là một cột mốc, là một cánh cửa mở đầu cho con đường người mẫu của Tú Anh. Và hẹn gặp mọi người ở một chương trình khác vào một ngày mà Tú Anh trở lại hoàn thiện hơn, tự tin hơn, ra phong thái một người mẫu hơn. Bye bye mọi người. Trong tập tiếp theo, Top 20 nhà sáng tạo nội dung tiếp tục đối diện với những thử thách hoàn toàn mới. Chúng ta đang có mặt tại Vincom Center Landmark 81. Trong tập này chúng ta sẽ quay một viral clip với trend biến hình cho người lạ. Giờ kiếm đâu giờ trời. Liệu thử thách nhóm này có làm khó các nhà sáng tạo nội dung? Làm mới một nhân vật người lạ. Em cảm ơn chị. Hiếm người lắm ấy. Sẽ không ai bỏ thế chịu để quay tụi mình đâu. Những điều bất ngờ nào đang chờ đón họ ở phía trước? Bọn em là... Anh là designer, bạn này là make up artist. Ai sẽ vượt qua và ai sẽ là người tiếp theo phải dừng chân tại hành trình chinh phục Fast Shop 2022 by TikTok? Người sẽ dừng cuộc chơi tại đây với mảng Modeling Icon. Với lĩnh vực Beauty Icon. Thí sinh loại khỏi tập này. Nếu mà anh nói đến đây thì chắc chắn là tụi em cũng biết người phải ra về là ai, đúng không? Đón xem tập tiếp theo của Fast Shop 2022 by TikTok sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên kênh TikTok chính thức của chương trình, 21 giờ trên hệ thống các kênh digital của Multimedia DSC.